Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Bộ Công an vừa phát lệnh truy nã đỏ đối với Tiến Trắng, con nuôi của trùm giang hồ Đường Nhuệ, bút ký bảo kê tội phạm của Trung tá Cao Giang Nam và tin đồn của con trai chánh án. Trong vài ngày gần đây, dư luận vô cùng bất ngờ trước thông tin về hàng loạt các sân sau của Đường Nhuệ, cũng là những kẻ bảo kê cho hắn ta gây ra nỗi khiếp sợ tại tỉnh Thái Bình trong suốt thời gian vừa qua. Song song với thông tin này, một số ý kiến cho rằng Tiến Trắng là con nuôi của Đường Nhuệ, cũng là người được xem là cận vệ thân cận của Đường Nhuệ, đã chính thức bị truy nã đỏ sau khi có nhiều bằng chứng cho thấy đứa con nuôi này vô cùng bất hảo, đánh người không ghê tay. Cụ thể, mặc dù còn rất trẻ nhưng Tiến Trắng dựa bóng cha nuôi trở thành một trong những cái tên khiến cho nhiều người khiếp sợ ở tỉnh Thái Bình. Bùi Mạnh Tiến, thường được gọi là Tiến Trắng, 25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, người được coi là con nuôi, là cánh tay đắc lực của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, 49 tuổi. Được biết, trong thời gian vừa qua, sau khi vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt, Tiến cùng với cũng bị Bộ Công an thành phố Thái Bình tiến hành điều tra về các tội cố ý gây thương tích và hàng loạt các sai phạm khác có liên quan đến đấu giá đất, ăn tiền hỏa táng và cho vay nặng lãi. Với cái mác con nuôi của Đường Nhuệ, Tiến Trắng trở thành tay chân đắc lực, dốc sức cho các hội trùm giang hồ ở đất Thái Bình này. Tiến Trắng từng bị người dân tố cáo nhận lệnh của bố nuôi dẫn theo người cầm các hung khí như đào kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở của doanh nghiệp chế biến sản xuất gỗ ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình vì chưa trả nợ. Cách đây 2 năm, Tiến Trắng vô cớ dẫn hàng chục đàn em đến đánh nát chân phần mắt cá của ông Nguyễn Mạnh Hùng, 33 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Được biết, theo bản án sơ thẩm tại huyện Đông Hưng tối ngày 19 tháng 12 năm 2018, Tiến Trắng cùng với những người bạn đi trên 3 chiếc xe taxi và một xe ô tô. Bị cáo đến nhà hàng Hương Quê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng tìm cho bằng được anh Hùng. Lúc đó khoảng 20 giờ 30 phút tối, anh Nguyễn Văn Hùng đang đứng nghe điện thoại tại sân nhà thì có 5 đến 7 đối tượng lạ mặt xông vào khống chế, kéo ra cổng. Cùng lúc có thêm 20 đến 30 thanh niên bước xuống xe ô tô 16 chỗ và vây 4 cổng chính. Lúc này một thanh niên chạy vào nói tao là Tiến Trắng đây. Sau đó hắn khống chế nạn nhân và nói: Hùng ơi, mày định thuê người đánh tao à? Anh Hùng trả lời: tao không biết gì đâu Tiến ơi. Sau đó Tiến và khoảng 5 người nữa lao vào khống chế anh Hùng, đánh đấm túi bụi và lôi anh Hùng ra ngoài khu vực đường cái để tiến hành hành hung. Một số thông tin cho hay rằng Tiến Trắng đã ra lệnh đánh nát chân xem nó làm ăn gì được. Khi tôi bị lôi ra ngoài cổng, người thanh niên tự xưng là Tiến Trắng trực tiếp lôi vật tôi xuống đất, ghì đầu tôi xuống đường cho những kẻ khác vác gậy gỗ đánh đập tôi. Có kẻ khác còn cố tình tháo giày tôi ra để đánh nát hai mắt cá chân. Đánh đập xong, khi tôi mê man, kẻ tự xưng Tiến Trắng còn quay lại nói: Tiến Trắng đây, thích thì cứ tìm, rồi mới bỏ lên xe. Anh Hùng cho biết. Cũng theo lời của anh Hùng thì sau đó anh được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa Đông Hưng cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Trong lúc chờ xe đi, anh Hùng còn nhận được cuộc gọi từ số máy lạ với nội dung: cho đi không mày ăn đạn đấy. Toàn bộ quá trình gây án của cả nhóm côn đồ do Tiến Trắng cầm đầu, camera an ninh của nhà anh Hùng đã ghi lại. Sau đó Tiến Trắng và 13 đồng bọn đã bị bắt giữ. Tiến bị công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tạm giam 3 tháng về tội cố ý gây thương tích, rồi đợi thay đổi biện pháp ngăn chặn. Nạn nhân thường bị tổn thương đến 25% sức khỏe. Đầu tháng 9 năm 2019, Tiến Trắng cùng với đồng phạm bị Tòa án Nhân dân huyện Đông Hưng đưa ra xét xử. Tiến bị tòa án tuyên 18 tháng tù giam, 13 bị cáo còn lại nhận từ 15 tháng tù treo đến 21 tháng tù giam. Tuy nhiên, do có kháng cáo của một số bị cáo cho nên đến nay Tiến Trắng vẫn chưa phải thi hành án. Chia sẻ trên báo Người Lao Động, anh Hùng có nói: tôi mất gần 1 năm điều trị thương tích ở vùng chân. Hiện tại một bên mắt cá trên
bị sệ xuống. Trong thời gian điều trị vết thương, người vợ của tôi phải gánh vác toàn bộ các công việc gia đình, trong đó có việc chăm sóc hai đứa con nhỏ. Cũng theo chia sẻ của anh Hùng, một số bị cáo đã bồi thường cho anh 70 triệu đồng, trong đó có Tiến Trắng khắc phục là 20 triệu đồng. Tuy nhiên, theo anh Hùng cho hay, từ khi xảy ra vụ việc cho đến nay, chi phí điều trị đã lên đến 150 triệu đồng. Về nguyên nhân vô cớ Tiến Trắng cùng với đồng bọn tấn công, đến nay anh Hùng cho biết vì sao. Sau khi nghe nói sự việc hiểu lầm liên quan đến đấu thầu đất ở huyện Đông Hưng, tôi không có tham gia đấu thầu đất ở đó, ở huyện Đông Hưng, anh trả lời trên báo chí. Trong khi đó, một số thông tin khác cũng cho hay về quá trình gây thù chuốc oán của Đường Nhuệ và các phe nhóm. Được biết trong vụ án này, con nuôi của Đường Nhuệ và rất nhiều những phi vụ đánh người cũng liên tục được phanh phui. Thậm chí có một người còn so sánh rằng Tiến còn tàn bạo dã man hơn mức kỳ vọng của gã bố giang hồ. Được biết, với cái mác là con nuôi của Đường Nhuệ, Tiến Trắng đã trở thành tay chân giúp sức đắc lực cho trùm giang hồ đất Thái Bình này. Tiến Trắng từng bị người dân tố cáo là nhận lệnh của người bố nuôi cầm theo đao kiếm xuống chiếm giữ, đập phá tan hoang trụ sở kinh doanh chế biến gỗ Vũ Chính, thành phố Thái Bình vì chưa trả được nợ. Với cái mác con nuôi, Tiến Trắng đã trở thành tay chân cho thấy trong hồ sơ của cảnh sát. Tiến Trắng bị công an xử phạt hành chính về xâm hại sức khỏe người khác bằng mức 2,5 triệu đồng. Tiến Trắng tiếp tục bị công an huyện Vũ Thư xử phạt hành chính 3 triệu đồng về hành vi xâm phạm người khác. Cũng liên quan đến vấn đề đàn em của Đường Nhuệ, một số thông tin cho rằng sau một ngày lẩn trốn, người được xem là đàn em của đại gia Nguyễn Xuân Đường có liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích khiến cho một phụ nữ và một phụ xe khách bị thương đã ra đầu thú. Sáng ngày 14 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình thông tin đối tượng Phạm Xuân Hoa đã đến cơ quan công an đầu thú. Người này có liên quan đến vụ cố ý gây thương tích do cặp vợ chồng đại gia bất động sản Dương Đường chủ mưu. Vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, tại số 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, cũng theo đại diện của Công an tỉnh Thái Bình, trước đây đối tượng đã bỏ trốn sang địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đến chiều ngày 30 tháng 4 thì trình diện cơ quan công an. Trước đó, vào chiều ngày 12 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam hai bị can để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án khiến cho một nạn nhân là phụ xe tại công ty vận tải Thái Bình đã tổn hại sức khỏe đến 14%. Hai bị can bao gồm Đào Tấn Bằng, trú tại phường Tân Phong, thành phố Thái Bình, Phạm Xuân Hòa, trú tại thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Cả Bằng và Hòa được xem là hai đàn em của Đường Nhuệ. Cơ quan công an xác định đồng phạm trong vụ án Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án tiền sự, sau khi có lệnh khởi tố bắt tạm giam Phan Xuân Hòa cũng đã trốn khỏi nơi cư trú, thông tin trên báo Người Lao Động cho hay. Liên quan đến vụ việc, báo chí Thức Trẻ cho hay, theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 30 tháng 3 năm 2020, nhân viên công ty dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển và một gói tài liệu của công ty Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được điểm giao hàng cho nên xảy ra mâu thuẫn nhận hàng muộn. Nguyễn Xuân Đường đã gọi điện đe dọa yêu cầu nhân viên của công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp Đường. 18 giờ 20 ngày hôm đó, nhân viên của công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường cũng tại trụ sở công ty Đường Dương. Tại đây, Đường và Dương đã tra hỏi đe dọa rồi cùng với Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đánh nhân viên của công ty Phúc Cường thương tích 14%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt lệnh bắt tạm giam đối với những người này. Được biết, trong hành trình lấy số má, các thông tin cho hay Công an Thái Bình cũng đã khởi tố và bắt tạm giam thêm một số cá nhân và nhân viên khác của công ty bất động sản Đường Dương. Cụ thể là thông tin đều cho hay rằng đây là các đàn em của Đường Nhuệ phục vụ đắc lực cho quá trình đâm thuê chém mướn. Được biết, để hình thành một thế lực ngầm ở Thái Bình, Đường Nhuệ đã không ít lần liều mạng tập hợp trong tay đám đàn em có máu mặt để phô trương thanh thế. Cụ thể, theo như các thông tin cho hay về lai lịch của Đường Nhuệ,
Theo tìm hiểu, để trở thành một thế lực ngầm, Đường Nhuệ đã sử dụng nhiều đối tượng vào tù ra tội. Cụ thể, theo như một người có tiếng trong giới buôn vàng bạc ở Thái Bình, hiểu rõ về thế lực ngầm cho biết, một trong những người đàn em thân tín nhất của người của Đường Nhuệ là Cường Tén, đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Thịnh Phượng ở thành phố Nam Định vào những năm cuối đầu thập niên cuối năm 80 và đầu thập niên 90, khiến cho bà Vĩ Nguyên, giám đốc tướng công an thời điểm đó là giám đốc công an tỉnh Nam Định, bị chột một mắt. Sau vụ tiệm vàng, Sơn Cường Tén đã đi tù nhiều năm liền rồi trở về đất Thái Bình sinh sống từ nhiều năm trước. Sau khi ra tù, Cường Tén về các địa phương tập hợp các băng nhóm của Đường Nhuệ với tiếng tăm của mình. Cường Tén phụ trách hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời đứng ra liên lạc với các đối tượng vào tù ra tội để tuyển đàn em cho Đường Nhuệ trong nhiều năm qua. Với khoảng thời gian nhiều năm tù của mình, Cường Tén nhanh chóng tập hợp cho Đường Nhuệ nhiều tay chân bá đạo, bất hảo, sẵn sàng gây chiến và hành hung người khác. Nếu nhận được các ý kiến chỉ đạo, không những vậy, những đàn em của Đường Nhuệ còn hết sức tàn bạo, tàn nhẫn, sẵn sàng khiến cho những người chống đối thương tích nặng nề. Đơn cử như việc Tiến Trắng cầm đầu một đám đàn em Đường Nhuệ hành hung một người ở huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, ngay trước cửa ngôi nhà năm 2018. Chỉ vì nghi ngờ đối tượng này có thái độ chống đối hoặc nói xấu về hoạt động làm ăn của Đường Nhuệ. Bên cạnh Cường Tén, Đường Nhuệ còn có một đám đàn em khác là Hiền Kem, một đối tượng nổi lên hoạt động bảo kê tại chợ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Ban đầu Hiền Kem hoạt động ở chợ phường Kỳ Bá, nhưng sau khi kết hợp với Đường Nhuệ mở rộng lực lượng, khuếch trương thanh thế, cùng nhau hoành hành trên mạng bảo kê đất Thái Bình. Có thể nói Hiền Kem chính là đối tác của Đường Nhuệ trong mạng bảo kê các chợ. Nhóm này lộng hành thì trong tay có quyền lực ngầm bảo kê, thì sẵn sàng ra tay với những kẻ chống đối. Gần đây có một vụ án mạng xảy ra tại chợ Kỳ Bá vào năm 2019, vì có người đến đây để buôn bán nhưng không chịu nộp tiền thuế đã phải mất mạng. Vụ việc được dư luận đồn đoán có liên quan đến Hiền Kem, nhưng sau đó chưa điều tra ra được thủ phạm. Ngoài ra, trong đám đàn em của Đường Nhuệ còn có hàng loạt các đối tượng có máu mặt khác nổi tiếng trong hoạt động cho vay nặng lãi bảo kê sòng bài ở Thái Bình. Như anh em Cường Độ, Hiệp Độ, anh em Cường Đạo, Đạo Tôn, Tôn Đạo, mặc dù Đường Nhuệ là đại ca của những nhóm này, nhưng không có máu lô đề và chủ yếu đi sâu vào lĩnh vực bảo kê hoạt động dịch vụ như vận tải, nhà nghỉ, nhà hàng, quán bar. Những mảng làm ăn liên quan đến bài bạc lô đề, Đường Nhuệ hầu như không tham gia và để cho đàn em tự làm. Bút ký bảo kê tội phạm của Trung tá Cao Giang Nam và tin đồn con trai chánh án. Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2020, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết việc Công an tỉnh Thái Bình phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích hồi 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình liên quan đến Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, đã xuất hiện tình tiết mới. Chiều ngày 22 tháng 4 năm 2020, một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho hay việc phục hồi điều tra vụ án cố ý gây thương tích tại trụ sở Công an phường Trần Lãm ngày 18 tháng 11 năm 2014 là do gần đây đã có thêm tình tiết mới chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ. Tuy nhiên, vì đại diện Viện Kiểm sát không tiết lộ cụ thể nội dung tình tiết mới trong quá trình điều tra vụ án này. Tình tiết mới cụ thể là gì thì tôi không thể nêu bởi còn liên quan đến vấn đề bảo mật điều tra cũng như bảo vệ nhân chứng của cơ quan công an. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, theo một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình chia sẻ, từ kết quả điều tra và căn cứ tình tiết mới này, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thái Bình đã có quyết định phục hồi điều tra và khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đương để làm rõ dấu hiệu phạm tội về vấn đề dư luận nêu nghi vấn Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình Cao Giang Nam, người đã ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án 2015 vì chưa xác định được bị can và hết thời hạn điều tra, đã bị chuyển sang phụ trách bộ phận khác thuộc Công an thành phố Thái Bình. Vị lãnh đạo Viện Kiểm sát cho hay đây không phải là thông tin chính xác.
Đến thời điểm này chúng tôi vẫn chưa nhận được quyết định hay văn bản nào về việc anh Nam được phân công phụ trách bộ phận khác. Bản thân anh Nam hiện vẫn đang là phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình cho biết, Trung tá Cao Giang Nam chính là người vừa bị tố cáo đã bao che cho Nguyễn Xuân Đường lộng hành ở Thái Bình. Liên quan đến việc này, bà Đinh Thị Lý, sinh năm 1964, trú ở tổ 4, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, đã có đơn tố cáo đối tượng Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, cũng ở thành phố Thái Bình, đã đánh đập mẹ con bà ngay tại trụ sở công an phường Trần Lãm. Theo lời kể của bà Lý, ngày 17 tháng 11 năm 2014, đối tượng Nguyễn Xuân Đường đưa người đến nhà bà Đinh Thị Lý để đòi tiền. Nhóm giang hồ của đại gia Đường Nhuệ không chỉ chửi bới, uy hiếp, phá đồ đạc trong nhà mà còn khống chế các nạn nhân để không ai trốn thoát ra ngoài đến sáng sớm hôm sau. Đến ngày 18 tháng 11 năm 2014, anh Mai Thế Duy, sinh năm 1988, con trai bà Lý, cùng mẹ và một số người khác lên trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để trình báo sự việc. Tại phòng tiếp dân, Nguyễn Xuân Đường đã hành hung cả hai mẹ con bà Lý. Anh Duy khiến nạn nhân này bị vỡ xương hàm, mặt cầu nồi bên ngoặc bên phải và phải phẫu thuật điều trị với tỷ lệ thương tật là 15%. Vậy mà chẳng hiểu sao đến ngày 5 tháng 1 năm 2015, công an thành phố Thái Bình mới có quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, nhưng đến tháng 7 năm 2015 lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án. Và hết thời hạn điều tra, người ký quyết định khởi tố vụ án và tạm đình chỉ điều tra là Trung tá Cao Giang Nam, làm phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình. Đặc biệt, liên quan vụ án này, bà Đinh Thị Lý cũng khẳng định gia đình đã có đơn tố cáo đích danh Trung tá Cao Giang Nam, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình, người đã ký quyết định tạm đình chỉ vụ án năm 2015. Trong đơn tố cáo, bà Lý cho rằng ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó trưởng Công an thành phố Thái Bình đã không làm tròn trách nhiệm của người lãnh đạo, bỏ lọt tội phạm, làm mất lòng tin của người dân. Ông Cao Giang Nam chỉ đạo vụ án lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm, không khởi tố Đường Nhuệ để hắn thoát vụ đánh mẹ con tôi. Từ đó Đường Nhuệ càng lún sâu vào sai phạm và gây thêm nhiều tội lỗi với người dân Thái Bình, bà Đinh Thị Lý nói. Đó chỉ là chỉ đạo lơi lỏng, không có tinh thần tấn công tội phạm hay là cố ý che bao che, bảo kê cho tội phạm lộng hành. Chắc hẳn nhiều người cũng hiểu rõ, từ bấy đến nay ông Cao Giang Nam vẫn bình an vô sự, vẫn lên lon, lên chức đều đặn thì đáng để dư luận đặt câu hỏi. Bút ký bảo kê là của Cao Giang Nam, nhưng chẳng lẽ ông ta có thể tự tung tự tác coi trời bằng vung? Trên ông không còn người nào ư? Trưởng Công an thành phố Thái Bình ở đâu? Giám đốc Công an Thái Bình ở đâu trong vụ việc này? Chẳng lẽ dưới trướng các ông ấy có người tự tung tự tác mà ông đều không biết, mắt đều mù, tai đều điếc hết sao? Các vị này hàng ngày làm gì nếu không có trách nhiệm trong vụ việc này thì đúng là trò cười cho dân chúng. Tin đồn con trai của Tránh Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Văn Huynh, 36 tuổi, trú tại huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân tổ chức. Đinh Văn Huynh viết trên Facebook cá nhân rằng bị can Phạm Văn Hiệp, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình, là con trai của Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Theo đó, 18 tháng 4, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin cho Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết một cá nhân địa chỉ tại Quảng Ninh đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook. Cụ thể, ngày 16 tháng 4, một bài viết với tiêu đề vụ Đường Nhuệ khởi tố một loạt cán bộ tỉnh Thái Bình được đăng trên trang Facebook. Nhà báo điều tra nội dung bài viết phản ánh kết quả điều tra đối với hai đối tượng Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương ở Thái Bình. Phía dưới bài viết, tại phần bình luận, một dân mạng cho biết bị can Phạm Văn Hiệp, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình, người bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thái Bình khởi tố là con trai của ông Phạm Văn Thịnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình. Người đăng bình luận này lấy tên tài khoản Facebook là không tồn tại. Tiến hành điều tra xác minh, cơ quan công an xác định đây là thông tin sai sự thật, đồng thời tìm ra chủ sở hữu tài khoản Facebook không tồn tại
là Đinh Văn Huynh, hiện là lao động tự do. Làm việc với cơ quan công an, Huynh cho biết do tìm kiếm trên Google nhận thấy Phạm Văn Hiệp có cùng họ Phạm Văn với chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, từ đó suy đoán ra hai người này có mối quan hệ cha con. Huynh sau đó đã bình luận để trao đổi thêm với những người khác trên mạng xã hội về thông tin mình suy diễn được. Căn cứ với mức độ vi phạm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đinh Văn Huynh, mức phạt 7,5 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.